Biết ông Thương không? Ông B ơi, biết ông Kia không? Cái gì vậy bà nội? Kia Carnival. Xin chào anh em. Ở bên kênh lưu ngay bây giờ đó chính là chiếc xe Kia Carnival từ Bình Phước và đến tại PROAUTO để nâng cấp rất nhiều hạng mục. Và sau đây Lưu xin mời anh em cùng trải nghiệm trên chiếc Kia Carnival này nhé. Hạng mục đầu tiên đó chính là cái hạng mục bọc ghế da theo kiểu ghế limousine. Với cái hạng mục này thì được thợ kỹ thuật bên PROAUTO thực hiện rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết, nhìn rất là đẹp, rất đón mắt. Hạng mục thứ hai đó chính là hạng mục rèm cửa. Đây là một sản phẩm mà được PROAUTO nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc, rất là đẹp, rất là xịn sò. Hạng mục thứ ba xin giới thiệu với anh em đó chính là chỉnh điện bàn làm việc. Chỉ một cái thao tác rất là nhỏ, chúng ta chỉ cần bấm vào vị trí nút này thì bàn làm việc sẽ hiện ra, rất là xịn sò, rất là bắt mắt. Ngoài ra thì còn có một cái hộc để chúng ta bỏ nước. Và đặc biệt còn tích hợp cả cái phần sạc không dây. Đây anh em có thể xem, rất là xịn sò, rất là ok. Và cái hạng mục độc đáo mà PROAUTO xin giới thiệu đến anh em đó chính là nâng cấp bộ ghế băng ba. Điều đặc biệt với bộ ghế băng ba này thì chỉnh điện hoàn toàn với các chức năng như là massage, quạt mát, trượt lui. Đấy, rồi trượt tới, em có thể thấy trượt tới ha. Nâng ghế, rồi ngả ghế, rất là xịn sò. Ngoài ra thì chúng ta không dùng nữa, chúng ta có thể kéo lên. Như vậy là Lưu đã giới thiệu sơ qua cho anh em các hạng mục nâng cấp cho chiếc xe Kia Carnival đến từ Bình Phước. Xin cảm ơn tất cả các anh em trong suốt thời gian vừa qua đã luôn tin tưởng ủng hộ PROAUTO. Một lần nữa xin chào anh em và hẹn gặp lại.